Tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều là một doanh nhân có tiếng, ông kinh doanh đa ngành đa nghề và sở hữu khối bất động sản khổng lồ ở Mỹ. Ông từng gây xôn xao khi có mối tình chóng vánh với Ngọc Trinh và nhiều chân dài. Mới đây, tỷ phú Hoàng Kiều đăng ảnh tình tứ bên một cô gái trẻ. Nhìn độ tuổi của cả hai chênh lệch khá nhiều. Điều này khiến dân tình cho rằng Hoàng Kiều có bạn gái mới. Nhưng chính chủ đã lên tiếng giải thích, cảm ơn fan đã quá nhiệt tình. Đã lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò, nhưng việc công khai ảnh bên gái trẻ cũng khiến tỷ phú Hoàng Kiều vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Năm 2023, doanh nhân Hoàng Kiều bất ngờ thông báo bản thân nợ 3 tỷ đô la Mỹ và không còn là tỷ phú. Bây giờ tôi nợ nần như chúa chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ, tôi rớt đài rồi, ông cho biết. Theo đó, không khó để nhận ra, dù vỡ nợ nhưng cuộc sống của tỷ phú Hoàng Kiều không vì thế mà nghèo khó. Ông vẫn có cuộc sống sang chảnh và bình yên. Những hình ảnh được Hoàng Kiều chia sẻ trên trang cá nhân có thể thấy vị tỷ phú sống ở một nơi rất rộng rãi, thoáng đãng. Trước đó, Hoàng Kiều từng có mối tình ồn ào đêm 7 ngày 3 với Ngọc Trinh. Chính vì thế, khi vị tỷ phú này dính tin đồn có người mới, dân tình tò mò thái độ của nữ người mẫu gốc Trà Vinh. Cụ thể mới đây, Ngọc Trinh đã gây chú ý với khoảnh khắc làm mẹ bỉm khi dịu dàng bế em bé tại sự kiện đặc biệt của gia đình diễn viên Chi Bảo. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã đăng tải khá nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này. Trong đoạn clip, có thể thấy Ngọc Trinh bồng bế đứa bé một cách chuyên nghiệp. Cô thể hiện sự khéo léo, dịu dàng thông qua từng cử chỉ và hành động. Dù chưa lập gia đình hay có con cái, nhưng thần thái và sự khéo léo của Ngọc Trinh trong vai trò mẹ bỉm đã thu hút sự chú ý lớn cùng nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận tò mò về danh tính của em bé. Được biết, đó là bé Gia Linh, con gái diễn viên Chi Bảo và doanh nhân Lý Thủy Trang. Đặc biệt, cô bé cũng là nhân vật chính của sự kiện mà Ngọc Trinh tham dự. Cụ thể, vợ chồng Chi Bảo đã tổ chức tiệc mừng đầy thắng cho ái nữ với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lệ Quyên, Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh. Cũng tại buổi tiệc, vì nhận thấy con gái Chi Bảo quá đáng yêu nên Ngọc Trinh đã chủ động ẵm bồng. Từ đây, tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng yêu và được lan truyền trên mạng xã hội. Không chỉ thu hút với khoảnh khắc này, Ngọc Trinh còn gây chú ý khi gần đây xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện giải trí với phong cách đa dạng từ gợi cảm đến trang nhã. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng cập nhật liên tục về những hoạt động nghệ thuật của mình và nhận về lượng tương tác lớn. Sự xuất hiện dày đặc tại các sự kiện cho thấy Ngọc Trinh đang nghiêm túc hơn trong việc duy trì hình ảnh và sự nghiệp. Gần đây, Ngọc Trinh còn trở lại với phong cách gợi cảm đặc trưng. Không lâu trước đó, cô đã làm dậy sóng khi tung bộ ảnh bikini quyến rũ, nhanh chóng đạt gần 25.000 lượt thích. Nữ hoàng nội y vẫn giữ vững phong độ với phong cách táo bạo, những đường cong nóng bỏng vẫn luôn cuốn hút. Tuy nhiên, ở lần này phong cách của Ngọc Trinh có sự tiết chế so với trước đây, vừa phải và tinh tế hơn. Chính sự thay đổi này đã giúp hình ảnh của Ngọc Trinh trở nên gần gũi và nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Người mẫu 35 tuổi sinh ở Trà Vinh, ngoài làm mẫu, cô còn đóng một số phim như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Em 2. Cô đang phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng, bán hàng online và kinh doanh nhà hàng ăn. Cô từng bị bắt với tội gây rối trật tự công cộng tháng 10 năm 2023 và được thả vào tháng 2 năm nay, lĩnh án tù treo 1 năm.